Nissan Việt Nam hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Tham gia triển lãm ô tô Việt Nam năm 2019, Nissan Việt Nam và TCAE Việt Nam giới thiệu thông điệp về công nghệ chuyển động thông minh Nissan, Nissan Intelligent Mobility, theo định hướng Nissan toàn cầu nhằm đem đến cho khách hàng những trải nghiệm thú vị sau tay lái. Với cam kết không ngừng phát triển những công nghệ tiên tiến để giúp cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn, Nissan đã và đang ứng dụng công nghệ chuyển động thông minh vào các sản phẩm nhằm thay đổi cách bạn lái xe và nâng cao trải nghiệm cuộc sống. What is Nissan Intelligent Mobility? Chủ đề của gian hàng Nissan năm nay là Nissan Intelligent Mobility, chuyển động thông minh của Nissan. Các tính năng thông minh của Nissan cho phép người lái nâng cao sự tương tác với chiếc xe của mình. Điều này được thể hiện rõ trên mẫu xe tiêu điểm của chúng tôi tại triển lãm lần này, mẫu xe Navara AIVI. Phiên bản mới của mẫu xe bán tải Navara nay được trang bị tính năng thông tin giải trí trên xe. Với hệ thống này, chiếc xe sẽ cho phép bạn vừa tra cứu thông tin, vừa tận hưởng các chức năng giải trí nhờ khả năng kết nối dễ dàng với các thiết bị điện thoại hay ứng dụng thông minh. Nhờ đó, trên những hành trình cùng gia đình, bạn có thể dễ dàng vừa xem phim, vừa nhắn tin, gọi điện hay truy cập Internet. Chúng tôi rất vui mừng được chào đón quý khách hàng đến để chúng tôi được giới thiệu chi tiết hơn cho quý vị về các tính năng thông tin giải trí thông minh trên Navara AIVI. Kế thừa di sản 80 năm của Nissan trong việc phát triển dòng xe bán tải với 12 thế hệ cải tiến tại hơn 180 quốc gia, Nissan Navara là chiếc xe hội ngộ của sự mạnh mẽ, bền bỉ trong vận hành, hiện đại trong thiết kế và uyển chuyển linh hoạt trên mọi cung đường. Tại Việt Nam Motor Show 2019, Nissan Việt Nam lần đầu tiên giới thiệu phiên bản cao cấp nhất của mẫu bán tải này với tên gọi Nissan Navara Black Edition AIVI, được cải tiến đáng kể cả về thiết kế và trang bị công nghệ, cho phép chủ sở hữu tự tin thể hiện bản lĩnh cầm lái và cá tính khác biệt. Nissan Navara Black Edition AIVI gây ấn tượng bằng thiết kế ngoại thất hiện đại, mạnh mẽ và thể thao trên tông màu đen chủ đạo. Các chi tiết lưới tản nhiệt la răng hợp kim 18 inch, tay nắm cửa và ốp nắm gương được phủ nước sơn đen bóng, đi cùng đường viền màu cam nổi bật trên cản trước và bệ cửa lên xuống, mang lại cho xe ngoại hình khỏe khoắn đầy cuốn hút. Bên trong khoang lái, màn hình hỗ trợ lái hiển thị 3D, màn hình giải trí trung tâm 8 inch tích hợp các thiết bị thông minh cho phép người sử dụng dễ dàng truy cập và thao tác để tận hưởng các tiện ích thú vị. Toàn bộ ghế ngồi được bọc da với đường chỉ khâu tương phản màu cam, đặc biệt ghế lái được điều chỉnh điện 8 hướng. Nissan Navara Black Edition AIVI sử dụng động cơ dầu có dung tích 2.5 lít cùng hộp số tự động 7 cấp. Hệ thống điều khiển cầu điện tử trang bị trên xe cho phép người lái linh hoạt điều chuyển giữa các chế độ một cầu, hai cầu nhanh và hai cầu chậm, giúp việc chinh phục các cung đường khó trở nên đơn giản và nhẹ nhàng hơn. Navara Black Edition AIVI được trang bị loạt tính năng công nghệ chuyển động thông minh của Nissan như hệ thống quan sát xung quanh xe thông minh, hệ thống chống bó cứng phanh, hệ thống phân phối lực phanh điện tử, hệ thống cân bằng điện tử và hạn chế trơn trượt, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc và kiểm soát đổ đèo, và hệ thống 7 túi khí cũng được trang bị đầy đủ trên Nissan Navara Black Edition AIVI. Bên cạnh Navara phiên bản mới, gian hàng Nissan còn có sự hiện diện của các mẫu xe đang được phân phối tại thị trường Việt Nam như Terra, X-Trail và Sunny.